Chúng ta cùng nhau khám phá chức năng so sánh phiên bản giữa các mô hình do Construction IQ thực hiện. Cái mô hình kết cấu này đã trải qua 3 phiên bản rồi và phiên bản hiện hành cập nhật vào ngày 31 tháng 1. Lắc sang phía phải bên trên, các bạn sẽ thấy công cụ Compare, nghĩa là so sánh. Tại ô Document View, tôi sẽ chọn phiên bản giả sử muốn so sánh phiên bản 3 với phiên bản 1 để chúng ta xem nó thay đổi như thế nào. Và lưu ý nhé, khung nhìn 3D sẽ so sánh với khung nhìn 3D. Compare để bắt đầu. Cửa sổ Changes, các thay đổi xuất hiện. Màu xanh lá Edit có một đối tượng đã được thêm mới. Màu đỏ Remove có một cái dầm đã bị xóa bỏ. Modified, màu vàng chanh, 26 cấu kiện đã có sự thay đổi. Modification Type, Construction IQ chia làm 3 loại chỉnh sửa. Loại thứ nhất, Shape Changes, các thay đổi về mặt hình dạng, kích thước hình học, khối dáng. Loại thứ hai, Transformation, di chuyển vị trí. Và loại thứ ba, Property Changes, các thay đổi về mặt thuộc tính. Ví dụ, cái răng móng này đang là bê tông cấp độ bền B30 thay thuộc tính bằng loại bê tông chống thấm W12 chẳng hạn. Thì đó chính là những thay đổi về mặt thuộc tính. Các bạn có thể nhấp chuột vào Hide Transformation để ẩn những cái cột mà bị di chuyển vị trí đi, thậm chí ẩn những đối tượng đã thay đổi thuộc tính. Vậy là trước mắt chúng ta chỉ còn duy nhất các đối tượng thay đổi thông tin về mặt hình dạng thôi. Giả sử tôi chọn vào đối tượng được thêm mới này, màu xanh lá, các bạn nhấp chuột vào đây, đó là một cái dạng móng tiết diện chữ nhật. Sau khi chúng ta chọn vào nó, Construction IQ sẽ quan sát trực tiếp vào đối tượng đó và các bạn để thấy có cột thông tin ở bên cạnh này đã hiện ra. Thay đổi giữa phiên bản 1 và phiên bản 3, cấu kiện này đã được thêm vào từ phiên bản số 3. Tiếp tục, tôi chọn vào phần tử màu đỏ này. Đây là cái dầm mà đã được xóa bỏ. Các bạn có thể dễ dàng quan sát được dầm ở trên mái tôi đã bỏ đi. Và thông tin Information này có nghĩa như sau. Thay đổi giữa phiên bản 1 so với phiên bản 3. Phần tử này đã bị xóa bỏ trong mô hình phiên bản 3. Results as a Trees, kết quả về phân tích thay đổi sẽ được sắp xếp theo dạng cây thứ mục. Ví dụ các bạn để thấy này, sàn có một đối tượng sàn dày 150 đã thay đổi, chính là đối tượng này. Chúng ta có thể quan sát được thông tin Information như sau. Trong phiên bản V3 là sàn dày 15 cm, trong phiên bản V1 sàn này chỉ dày 10 cm thôi. Sự thay đổi về độ dày sàn kéo theo thay đổi về cao độ đáy sàn sẽ dẫn đến tất cả các cái vách cột bê tông cắn vào cái sàn này cũng sẽ bị thay đổi về chiều cao. Đấy chính là lý do tại sao khi ô sàn thay đổi, cột và vách lõi cứng thang máy cũng sẽ bị thay đổi theo.